Chào buổi sáng quý vị khán giả, rất vui được bắt đầu ngày mới cùng quý vị trong chương trình An ninh ngày mới. Thưa quý vị, thời gian gần đây, nhiều clip với hành vi, ngôn từ thiếu văn hóa, với nội dung phản cảm, tục tĩu, với mục đích câu like, câu view được tung lên mạng và được một số bạn trẻ chia sẻ, bình luận, tung hô hưởng ứng. Điều này gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống xã hội. Trước tình hình đó, Thủ tướng Chính phủ đã có công văn yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an phối hợp cùng các bộ, ngành liên quan có hành vi xử lý những video có nội dung nhảm nhí, giật gân tràn lan trên mạng xã hội.